Hello, xin chào Nam Sến em nha. Hôm nay đây là món hồ lô ướp sa tế cay. Thì tự nhiên hôm qua mọi người lướt phải lướt lướt YouTube coi lại mấy cái clip hồi xưa mà mới chập chững làm YouTube á, thì mình rất rất là hay ăn mấy cái món xúc xích chiên, nước xúc xích ướp sa tế chiên, rồi hồ lô chiên đồ các kiểu. Có cái đợt mà mình làm cũng khá là lâu rồi, cách đây 2 năm rồi, cũng làm về cái món hồ lô ướp sa tế nè. Cái đêm á, cái hôm đó nghe mình ăn cái món này rất rất cảm thấy rất là ngon luôn. Chiên bình thường á ăn nó không ngon bằng kiểu này đâu, mà phải ướp sa tế vô xong rồi nướng, nướng chứ không phải chiên nha, ăn rất là ngon luôn anh em. Này trở về tuổi thơ cách đây 2 năm mới chập chững làm YouTube ăn lại cái món này thèm. Hồi xưa mình rất là thích ăn hồ lô luôn. Này nói chung cũng không có cay mấy đâu mọi người. Do cay là do cái chén tương này nè. Đó, mình có pha ớt sa tế á. À, đúng rồi, ớt ớt mà để ăn bún đồ á, cay lắm. Ok. Mọi người nha. Nhớ hồi xưa ăn mấy món này ngon đúng không? Tự nhiên hôm qua ngồi lướt coi cái thèm giờ thèm. Đây mọi người nha. Hồi nãy mình mua 4 bịch hồ lô lận nhưng mà mình tính chi làm hết 4 bịch luôn nhưng mà thấy nhiều quá thôi làm 3 bịch thôi. Vẫn chưa cay mấy. Cay giống hồi xưa. Cái này á là ướp sa tế. Còn hồi xưa á là làm kiểu như mình lấy ớt ra mình Dạ. giã nhuyễn á. Anh em nhớ cái clip mà còn lô siêu cay không? Cái đó mới gọi là ngon. Cái đó là lấy ớt ớt trái, một ớt trái tươi xong giã ra xong rồi trộn vô rồi nướng siêu cay ngon lắm. Còn này là mình ướp sa tế. Tuổi thơ là đây chứ đâu. Nửa đêm á mà ăn mấy món này mới gọi là thích nè. Nói chung mà nửa đêm mà ăn khuya ăn cái gì cũng thấy ngon hết. Tuyệt vời. Muốn cay á, chấm nhiều không?
Bữa nay anh Lâm ăn cay lên đô rồi mọi người. Nhưng mà ăn cay mới ngon đúng không? Ví dụ mà ăn cái gì đó mà nó thiếu chút vị cay á là mất, nó mất đi hết. Đối với tụi mình á là mất đi hẳn 30% công lực luôn. Đúng không? Chấm nhiều ngon á. Cay. Hôm qua trời đang mưa. Nó mưa từ lúc 6 giờ sáng sớm á. Nó mưa dăm dăm, mưa nhỏ nhỏ, mưa nhai nhai cho tới bây giờ luôn. Ghê thiệt. Hôm nay đi học có gì vui không? Kể cho anh em nghe đi. Sao nay học toán lớp 10 khó. Toán hả? Khó. Toán lớp 10 khó hả? Khó khó chỗ nào? Dạng như nó phải suy luận logic cái kiểu ấy. Văn đồ mới bắt đầu khó nữa kìa. Văn văn em thấy bình thường mà. Lên 11, 12 rồi á. Văn là phải phân tích đồ á. Bây giờ là đã văn, đã làm bài văn, đã phân tích chưa? Chưa. Nãy em học thêm hóa. À, lộn toán chứ. Ngồi phê pha chả hiểu gì. Học chú ý vô. Ai dạy toán? Thầy hiệu trưởng. Xuân Hồng hả? Cái thầy hiệu trưởng bây giờ là mới cách đây, cái thời mình còn đi học năm lớp 11 thì mới bắt đầu đổi. Còn trước đó là cái ông gì ta? Tùng Tích Tùng. Tùng hả? Đó đúng rồi, ông đó là ông tát mình, không phải tát mà đấm mình trên cục cờ mọi người. Ba thằng mình lên cục cờ đấm kiểu như rồi ông đứng ông nói rồi ông dạy đời tụi mình kiểu lúc tụi mình trẻ trâu á. Mình đứng lườm rồi còn nói thầm trong miệng á để ông nghe được á. Ông quất cho mỗi thằng một tát trước cục cờ luôn. Năm đó là năm lớp 10 phải. Năm lớp, đúng rồi, chợ năm lớp 10 trở lên là mình quậy lắm. Sao cay chưa? Chui luôn á. Hơi thè. Yeah. Này đâu cay bằng ớt nhà mình đâu đúng không? Nhưng mà hồi chiều cũng tính là ra cái vườn ớt nhà mình bớt vô để giả xong rồi ướp vô này nướng nè, siêu cay luôn. Nhưng mà mưa quá lười ra ngoài giờ. Hình như mình cảm thấy ăn cái món này ăn với rau răm nó không có hợp. Đúng không? Không cay mà sao hít hà dữ lắm. Hồi này xúc xích thay hồ lô nó tèo. Hồ lô á, do nướng cái bếp kìa.
Không có được ngon mà nướng cái bếp chân không. Không phải. Cái do nhiệt độ nóng quá. Cái lò kia mình để nhiệt độ nóng quá mọi người. Cái nướng xong để chập hồi nó teo lại. Cái này đúng không? Má cay, cay mà không kêu không cay. Bây giờ mà ra ngoài rừng làm clip như hồi xưa chắc cũng vui ha. Nhưng mà mưa quá. Ở Đà Lạt là mưa nhiều lắm mọi người ơi. Không phải như mấy cái chỗ ở của anh em đâu. Lại hè làm được chứ. Giờ đi học. Ở Đà Lạt mình là mùa mưa nó còn nhiều hơn mùa nắng mà. Lâu lâu ăn lại ngon. Nãy kêu không cay mà. Trời quất gần hết chén tương ớt luôn. Trời, hồi xưa cái thời mà còn đi học á, một xiên hồ lô như vậy là có mấy cục ta? Năm cục. Mà hồi đó nó bán 5 cục một xiên tặng 10 ngàn một xiên hồ lô á nha. Trời, mà hồi đó ở trong các món mà cá viên, xúc xích, nướng đồ, mình thích nhất là cái món hồ lô luôn. Mà hồi đó là mình có tiền ăn anh em. Đó, ví dụ mà thằng bạn mình nó có tiền á, nó mua một xiên cái rồi anh em chia ra mà ăn, dành ăn thôi chứ làm gì có tiền mua mấy xiên mà ăn vậy. Trời, hồi đó ghiền ăn hồ lô lắm. Mỗi lần đi học về mấy ông bán trước cổng trường á, buổi chiều đi học về đói bụng ra trước cổng trường nghe cái mùi nó chịu không nổi. Mà không có tiền. No. Bây giờ hai anh em mình ăn khá nhiều á. Ba bịch nhưng mà rất là nhiều luôn. Lại thiếu coca. Ăn cái mấy món nướng cây cay phải uống coca nó mới đã. Mà dạo này mình bị quên mua nước hoài luôn á. Thôi chào mọi người đi. Ok, cảm ơn mọi người đã xem video này của mình. Nhớ lại cho mình một like và một subscribe ủng hộ cho mình nha. Cảm ơn mọi người nhiều. Bye bye.